Vào tháng 7 năm nay, mẫu xe bán tải chạy điện radar RD6 của Geely Group đã chính thức được bán ra thị trường Trung Quốc, nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân nước này cũng như một số thị trường khác. Đây là một trong những mẫu xe bán tải điện hiếm hoi ở Trung Quốc. Đến nay, khách hàng Trung Quốc đã có thể nhận hàng mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Rada Auto, vì quá trình sản xuất xe bán tải RD6 đã bắt đầu tại nhà máy thông minh Zibo, ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 9 tháng 11 vừa qua. Giá khởi điểm của Rada RD6 625 triệu dựa trên nền tảng dành riêng cho một mẫu xe CF của Geely, radar zd 6 có kích thước tương tự như một chiếc bán tải hạng trung tại thị trường Mỹ với chiều dài 5 260 mm, rộng 1900 mm và cao 1830 mm. Chiều dài cơ sở 3 120 mm. Về kiểu dáng, radar zd 6 giống với Geely Hauzu SUV khá nhiều, bao gồm cả ngoại thất và nội thất, gần như giống hệt nhau. Điều này cho thấy Geely đã đi tắt đón đầu để đưa zd 6 ra thị trường sớm hơn nhằm có doanh số ấn tượng. Nói về SUV, Gili cho biết radar RD6 cung cấp các đặc tính lái tương tự như xe du lịch, nhờ hệ thống treo độc lập bốn bánh của nó. Bên trong khoang lái xe có hai màn hình 12.3 inch, màn hình hiển thị có kích thước 9 inch, ánh sáng xung quanh 72 màu, tương tác bằng giọng nói hỗ trợ ai, cửa sổ trời toàn cảnh 55 inch và hơn thế nữa. Có tổng cộng 12 chức năng hỗ trợ lái xe thông minh cấp độ 2 cộng. Khi nói đến khoang chứa đồ, thùng chứa hàng có dung tích 1.200 lít, radar auto cũng cung cấp một dung tích nhỏ 70 lít cho 6 và tốc độ chứa đồ ở hàng ghế sau là 48 lít. Chiếc bán tải điện có trọng tải 450 kg, nhưng sức kéo vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Gili tuyên bố nền tảng này hỗ trợ các mô hình cung cấp sức kéo lên đến 3 tấn. Thùng xe bán tải điện 6 của radar auto được trang bị ổ điện 6 kv kép với một số chế độ phóng điện bao gồm phóng điện tĩnh, điện di động, điện tử xe xăng xe. Tổng cộng có 6 cổng nguồn được cung cấp giúp người dùng có thể đi bất cứ đâu mà không lo máy ảnh, máy tính, pin điện thoại bị sập nguồn. Khi dã ngoại, đây là nguồn điện có thể thắp sáng vùng tối. Sức mạnh của Serada RD6 sẽ đến từ sự lựa chọn của 3 bộ pin. Khách hàng có thể chọn bộ pin lớn nhất có công suất 100 kW và có tính năng hóa học. Loại pin này được cho là cung cấp cho RD6 phạm vi hoạt động 632 km trong chu kỳ thử nghiệm của Trung Quốc đủ để chạy một mạch từ Sài Gòn đi Quy Nhơn rồi mới sạc đầy pin. Tất nhiên, giá bán sẽ cao nhất khi lên đến 938 triệu. Khách hàng cũng có thể chọn loại pin NMC nhỏ hơn với công suất 86 kW, có thể cung cấp khoảng đường 550 km, dư sức đạp ga từ Sài Gòn đi Phú Yên. Lựa chọn pin thứ ba và cuối cùng là gói LFP 60 kW được đánh giá ở phạm vi 400 km. Tất cả các loại pin đều hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa 120 kW hạn chế lớn nhất của radar rd 6 đối với một số khách hàng có thể là việc chỉ đi kèm với một hệ thống chuyển động động cơ duy nhất dẫn động cầu sau, không phụ thuộc vào bộ pin. Động cơ sản sinh công suất 268 mã lực, cho phép chiếc bán tải chạy điện tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong 6 giây. Trong khi khả năng tăng tốc là quá đủ, thực tế là radar rd 6 chỉ là giờ VKD có thể khiến một số người mua nản lòng. Tuy nhiên, Gilly chỉ ra rằng radar auto, là thương hiệu nhắm đến những người mua trẻ tuổi sống ở các thành phố lớn, những người thỉnh thoảng lái xe đến bãi biển hoặc vùng núi vào cuối tuần. Nó rõ ràng là một chiếc xe bán tải phong cách sống và không phải dành cho những người dùng xe tải hạng nặng.